Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Bữa nay là chủ nhật ngày 29 đây tháng 11 các bạn ơi. Cũng là ngày mình cùng với hội nhà thờ đi phát quà cho những người kém may mắn nè. Đây là mình đang đứng ở Civic Center, chỗ mà tụ tập nhiều homeless nhất trong tiểu bang Colorado. Đây mình quay cận cảnh cho các bạn coi. Bữa nay trời đẹp, họ ra đường quá trời luôn. Còn cái xe trắng đằng trước đang set up đó là cái xe của nhà thờ, họ chuẩn bị sẵn rồi đó. Thì giờ tới đúng 3 giờ 15 là họ chuẩn bị phát đồ. Các bạn thấy không? Homeless quá trời, homeless luôn. Tiểu bang mình theo thống kê thì năm nay homeless nó gia tăng rất nhiều. Đây, còn kế bên là cái Capitol Building. Phát đầu rồi, bây giờ mình tiến lại rồi coi họ làm như thế nào các bạn. Các bạn thấy không? Quá trời homeless luôn. Đây là cái xe mà họ chở đồ ăn tới nè các bạn, của nhà thờ nè. Thì họ giờ họ sắp bàn ra trước rồi nè. Bây giờ họ chờ đúng giờ là phát thôi. Quá trời không? Kia nữa kìa. Đó, bây giờ họ chuẩn bị đem đồ ăn xuống nè các bạn, đem đồ xuống cho nè. Đó, đây là những thùng quà. Có cảnh sát đứng bảo vệ luôn, các bạn thấy không? Đây là những cái thùng quà mà họ đem sắp sẵn nè các bạn. Một người cũng họp vậy nè. Đây là những người volunteer nè các bạn. Ông cha nhà thờ đó các bạn, ông đang khi tùng đồ á. Hey, how you doing, my father Dan? We're gonna make coffee. How are you doing? I'm good, doing good. Father, this is Kevin. Hello. Hello there. Chỗ này là chỗ tụ tập đông homeless nhất của tiểu bang Colorado, Civic Center. Somebody give them. You guys want some Asian food? Come over. We're passing out Asian food. Come over. We got you some food. Are you guys hungry? We brought you guys some food. Come over. I appreciate it. Thank you. Okay. Some more food. Yeah, I'll be right back. Asian food. Bắt đầu họ sắp hàng, họ lãnh đồ nè các bạn. Đó.
Dạ, người lấy một hộp rồi hả? Đó, sắp hàng. Đây, mình xuống đây mình tiếp tay với nhà thờ chia phát đồ ăn cho những người này, chia sẻ cùng các bạn. Tổng cộng trong đây là 750 phần đó các bạn. Càng nhiều người tới nữa các bạn. Nhìn mấy cái cảnh này thấy tội quá. Nhưng mà năm nay là Noel mình sẽ làm thêm một lần nữa. Chúng ta nhà thờ làm thêm một lần nữa. Mình xin ngừng video tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra coi video clip của mình. Mong rằng các bạn sẽ thích và ủng hộ mình tiếp tục. Xin chào tất cả các bạn. Bye bye.